Chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình lên con Zippo Titanium sản xuất năm 2001. Tình trạng là new nhưng không có hộp nha, không còn hộp nha. Cái vỏ nó bằng Titanium, nó rất là nhẹ nha, cầm rất là nhẹ hơn so với cái vỏ đồng của những con Zippo bình thường, rất là nhẹ. Nhẹ heo à. Cái này sản xuất năm 2001. Anh em mua hàng thì vui lòng xem kỹ video giúp mình nha. Đây. Trạng mới, cái màu titanium nó xám xám vậy nha, viên zin là nó vậy chứ không phải nó bị cấn dâm cơ đâu nha. Cái vỏ titanium nó dập ra nó như vậy á, nó rất là láng nha, nó không có bị nhìn nó chấm chấm vậy chứ không phải nó bị dâm đâu. Nó vuông quá hết nha, con này nó vuông, cạnh này nó vuông, nó không có bát bầu mà nó vuông. Sản xuất 2001. Ruột cũng 2001 nha. Hình ảnh chi tiết và giá bán thì mình để trong phần mô tả, anh em bấm vào đó xem giúp mình nha. Cái vỏ nó rất là nhẹ, cầm nhẹ hiu. Con này chỉ là nó không có hộp thôi, chứ nó tình trạng là mới nha, new nha. Rồi mình kết thúc video tại đây, chào tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em vào những video sau. Bye bye.